Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh Em Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là sàn nóng điều hòa của Forerunner 2012 đến 2017. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Paco tại Thái Lan. Cái mã sản phẩm này thì có thể sử dụng lắp được chung cho Mazda BT50 này. For cốt nữa. Đấy, thì anh em For Eco Sport nhé, 2014. Đây, thấy anh em có thể nhìn sơ qua này, view về dàn nóng, cái dàn nóng nó khá là to và bản rộng, bởi vì cái dòng những cái dòng bán tải như dòng Ranger và dòng BT50 bắt buộc cái sự tải nhiệt của nó phải lớn như thế này thì cái hệ thống điều hòa của nó mới tốt được. Với cái mã này thì nó sẽ có hai mã, đó là một mã là một ốc bắt bích và một mã là hai, nhưng chiếm đến 80% nó sẽ là mã một ốc anh em nhé. Đây là đời phin liền này, phin túi này. Khi mà chúng ta bảo dưỡng này, thay thế thì chúng ta tháo cái ốc này ra này, thay thế được. Đó. Anh em mà quan tâm, cần tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.